Đề bài cho chúng ta các số hữu tỷ sau, và yêu cầu chúng ta sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần. Hay nói cách khác, ta phải sắp xếp chúng từ giá trị nhỏ nhất đến giá trị lớn nhất. Các số đề bài cho bao gồm 1 phần 2, âm 5, 3,3, 0, 21 phần 12, âm 5,5, và 2, 1 phần 8. Với bài tập này, cách giải đơn giản nhất là vẽ ra một trục số, và xác định các điểm biểu diễn các giá trị này trên trục số đó, sau đó chúng ta sẽ so sánh chúng với nhau. Đầu tiên, ta vẽ một trục số. Ta được cho hai số âm, và số nhỏ hơn là âm 5,5. Trong các số dương đề bài cho, 3,3 có vẻ là số lớn nhất. Ta đánh dấu điểm không trên trục số. Sau đó, đi theo chiều ngược với chiều dương của trục số, bắt đầu từ điểm 0, ta lần lượt lấy 1, 2, 3, 4, 5 đơn vị. Tiếp đó, đi theo chiều dương của trục số, bắt đầu từ điểm 0, ta lấy lần lượt 1, 2, 3, 4 đơn vị. Bây giờ, ta sẽ biểu diễn các số đề bài cho lên trục số. Đầu tiên, ta có 1 phần 2. Điểm 1 phần 2 sẽ nằm ở chính giữa điểm 0 và 1. Vậy đây chính là điểm 1 phần 2, hay 0.5. Tiếp đó, ta có âm 5. Điểm âm 5 sẽ nằm đây. Tiếp theo, ta cần xác định điểm 3.3. Vì 0.3 gần bằng 1 phần 3 đơn vị, điểm 3.3 sẽ ở đây. Để rõ ràng hơn, ta sẽ biểu diễn thêm các số khác trên trục số. Ta có các số 1, 2, 3, 4, âm 1, âm 2, âm 3, âm 4 và âm 5. Số 0 đã được biểu diễn trên trục số. Tiếp theo, ta cần xác định điểm 21 phần 12. Ta viết lại phân số này về dạng hỗn số để dễ hình dung. Đầu tiên, ta tối giản phân số 21 phần 12 bằng cách chia cả tử và mẫu cho 3, được kết quả là 7 phần 4 ta viết lại phân số 7 phần 4 dưới dạng hỗn số, được kết quả 1, 3 phần 4. Ta xác định điểm 1, 3 phần 4 trên trục số là điểm cách điểm 1, 3 phần 4 đơn vị về bên phải. Điểm này cũng chính là 21 phần 12. Tiếp theo, ta cần biểu diễn điểm âm 5,5. Điểm này sẽ nằm chính giữa âm 5 và âm 6. Ta đánh dấu thêm điểm âm 6 trên trục số. Vậy điểm âm 5,5 sẽ nằm ở ngay đây. Cuối cùng, ta biểu diễn điểm 2, 1 phần 8. Điểm này sẽ cách điểm 2, 1 phần 8 đơn vị về phía bên phải. Vậy là ta đã biểu diễn xong các số trên trục số. Dựa vào trục số này, ta thấy số nhỏ nhất sẽ là âm 5,5, sau đó đến âm 5, tiếp đó là 0, 1 phần 2, sau đó là 21 phần 12, 2, 1 phần 8, và cuối cùng sẽ là 3,3. Vậy là ta đã làm xong bài toán này.